ơi, con chay chay nó ăn no xong nó vô đây nó nằm, nó đắp mền, nó ôm em, nó trốn mẹ nó nè cô chú ơi. Ôi trời trời, nó trốn cô chú, nó trốn. Trời ơi, đây nè, bây giờ là sẽ giới thiệu sản giờ giới thiệu sản phẩm cho cô chú coi nha. Đây là bốn đứa em tinh thần. Nói chung là bốn đứa em tinh thần của chay chay không thể nào thiếu, mà về Việt Nam vẫn phải đem bốn đứa em tinh thần này theo. Đây đây là đầu tiên, để mẹ đã giới thiệu là mẹ phải giới thiệu từ đầu cho tới cuối hả, để mẹ giới thiệu từ đầu cuối cho mẹ mượn mẹ giới thiệu cô chú thôi. Vậy con cầm đi rồi mẹ giới thiệu nha. Đây đây là đứa em đầu tiên đến với chay chay, phải không ta? Đúng rồi, đây là đứa em đầu tiên đến với chay chay. Thôi thôi rồi, đứa em tinh thần thứ hai là nó đang dựa theo là raccoon đó. Nó giật không. Đứa em tinh thần thứ ba là ba chay mua lúc ngày ngày gì đó, cái ngày gì ta, cái ngày gì mà nhặt trứng đó, lụm trứng rồi đó, tháng 4 năm ngoái hả, là đứa em tinh thần thứ ba. Còn đây là đứa em tinh thần cuối cùng, không phải cuối cùng mà là gần đây nhất, là đứa em unicorn của Út mua chứ, trong cái chuyến đi Cali. Đây là cái đứa em mà lúc mà vừa bước xuống sân bay là Út chạy lại, Út đưa cho chay chay liền. Là bốn đứa em tinh thần này là ta nói lúc nào nó cũng xà bu bốn đứa này, thấy không, thấy không đó, bốn đứa em tinh thần, tối ngủ nó đâu có cần mẹ cần ba, nó chỉ cần bốn đứa em thôi. Cái gì, cái gì, con chim ơi, con chim ba ba nè. Đó. Bây giờ lớn già cái đầu rồi mà y như đứa con nít, giờ này mà còn ngậm ba ba nữa, ăn rồi cứ kiếm ba bà miết luôn. Ê, quên nữa, đây còn em này thì nói chung nó không có có màng bún gì tới em này cô chú. Em này là ping pong, ủa màng luôn hả, màng luôn hả, trời ơi nãy mẹ mẹ mới nói cô chú con không màng muốn, bây giờ con làm bài đặt con xạo xạo con màng. Đó, cho cô chú coi đi. Đó, bánh đó, bánh của chay đó cô chú, chay mới vừa một bị một cái con quỷ mèo, con quỷ mèo ở ngoài đường ai mượn cái con vàng vàng đó. Đấy, mẹ nói rồi, cái con nó dữ lắm, đừng có lại gần nó. Gần nó, cái nó làm cho một phát nè cô chú. Hên chưa cô chú? Chứ mấy là thôi xong luôn rồi. Quá hên luôn. Bởi vậy khổ dễ sợ luôn á chị. Con quỷ mèo đó. Yeah, what's all this? Is that from the cat too? Yeah. Just this one though. This is, I don't know. Oh, yeah, maybe this too. Đó, coi nó kìa. Về cho ăn cái bánh là hết khóc rồi. Ôi trời ơi, super lucky. So next time, whenever she nearby, just pick her up. Yeah, or whenever you see the cat, yeah. Ngon không con? Ngon không? Nè, con mắt chai bị gì nè, cho cô chú nghe coi con mắt con bị gì á. Ai làm? Ai làm cái này đây? Ai làm đây? Ai làm con á? Cũng còn dẫn ngươi được. Đó, giờ ông bà cô chú thấy xót tội nghiệp cho chay quá đi rồi nè. Ngọc có bỏ cái anti bè được cái newborn á, để cho nó đừng không có bị nhiễm trùng. Đây con. Ngon không? Ngon. Mẹ ơi. Alright. I love you. Mẹ ơi, mình kêu ới ới không. So you done with your study, baby? Yeah, I'm done with my study for today. Cho cô chú coi nè. JD, what color is this? What color? Black. Red. Red. Đúng rồi. Black and red, yeah. Tội nghiệp em ghê á cô chú. She's gotta be careful if she doesn't lose it. Đi đâu? Rồi, đi đâu nữa đó? Vô kiếm đồ ăn ăn nữa hay gì? Thôi, đóng lại đi, đóng đi đây, đóng lại nè, đóng lại. Trời đất ơi, cứ vô đây nó đòi kiếm đồ ăn của tôi hoài vậy trời. Đồ của tôi hết ăn hết luôn rồi, giờ tôi không còn gì để tôi ăn đâu rồi nè. Kiếm cái gì, ăn gì? Kiếm đó. Trong đây là cái đó, dùng cái nhà đồ ăn của nó đó cô chú. Hả? À, hết rồi con, hết đồ ăn rồi, đi ra đây mẹ kiếm cho. You want some cheese? Baby. Ha, con muốn ăn này không? Baby, where's my... Muốn ăn này nữa không? Where's my meatloaf? What's in there? In the refrigerator? Không. Con muốn ăn này không? You wanna try this? Cái này là ăn, cái này là giống như matcha, matcha trúng gì nè chơi nè. Matcha
bắt cha bắt con chị đây nè. Đó. Ồ. Mở ra không? Mở. Con muốn mẹ, con muốn mẹ giúp không? Con rồi đây đây mày làm cho, mở xuống đàng hoàng. Say mommy. Mommy. Please. Please. Ngồi xuống. Rồi. Rồi, wow, đó là một miếng kẹo. What color? Black. No, what color is this? Black. Green. Mm. Ngon không? Yeah. Ngon như vậy đó hả? Đó, khi một khi người ta đang ăn ngon, đó là người ta lắc quay cuồng luôn, lắc như đang ở trong ba vậy đó. Thôi được rồi, just one. No, no, ăn hết cái đó đi mẹ cho, ăn hết cái đó đi mẹ cho. Cho mày cắn thử miếng ơi. Nó lại giống như là sô-cô-la matcha vậy chứ em. Ngon không? Dạ ngon. Đúng rồi. Để coi cái này được làm từ đâu đây. Ồ, cái này được làm từ Nhật đó con. Product of Japan. Làm từ Nhật á, con lấy á. No. Oh no. Để ngoài đi rồi mong mốt mẹ cho con ngàn cục nha, để con ăn cho hết nha. Chứ mẹ là mẹ không ăn rồi đó. Rồi, khoe ba đó hả? Hỏi ba ăn không? Đừng có bỏ dưới đất. Không bỏ dưới đất. JD, can you put this in the garbage? Say okay, mommy. Con đem dùng thùng rác cho mẹ được không? Đi, dùng rác đi, đứng lên. Hôm trước ba chị ngoan này nha. Đây là đây mẹ mở cho, mở nè, đây nè. Đúng rồi, mở xuống, bỏ vô. Đúng rồi, thank you. Much. Đúng rồi con nha, con quà. Đây nè, đây nè, đây nè. Con có đây nè. Ok. Dạ ok như người lớn vậy đó. Rồi, lại kia ngồi. Ăn nữa không? Ủa? Sao ăn rồi bỏ đây đây? Hả? Sao bỏ đây đây? Nữa hả? Thì sao mày sao con nhả ra rồi? Hả? À, cô chú ơi, chị đang giúp mẹ đó cô chú. Đang giúp mẹ bỏ sữa đem về Việt Nam cho ông ngoại. Lại lên. Lại lên, sắp vô con. Sắp vô con. Đừng có đụng nó ra đây nè. Chỉ cần bỏ vô thôi, đừng có đụng nó chi. Giúp mẹ đi con. Giúp mẹ đi. Thôi bỏ vô đi chứ còn lấy ra chi nữa. Giúp mẹ bỏ vô, để lên. Bỏ vô đây nè. À con phụ mẹ đưa thôi, hãy cho con bỏ vô không tới ha. Rồi, để con phụ đưa cho mẹ sữa đi. Đưa cho mẹ sữa đi. Đưa mẹ, thank you. Rồi đưa tiếp. Đúng rồi, giỏi quá, thấy chưa ông ngoại, thấy chưa ông ngoại. Chị giúp mẹ đó. À, chị giúp mẹ bỏ sữa vô đó ông ngoại. Em về cho ngoại uống, cho ngoại mập nó ăn. Đây đây. Good job, chị đi. Giỏi quá, chị giỏi quá. Ông bà cô chú thấy chị giỏi chưa? À, bây giờ biết phụ mẹ rồi đó. Đúng rồi. Tiếp tục. Ouch, nặng quá hả? Yeah, you are right, baby. We should have bought the medium one. Thấy không? Giỏi quá, không ngừng nghỉ luôn. Người phụ nữ làm việc không ngừng nghỉ luôn. Không biết mệt và không biết ngừng nghỉ là gì. Giỏi lắm á cô chú ơi. Thích giúp người lớn. À. Yeah. Oops. Yeah. Rồi, tiếp đi con. Còn vài hộp nữa thôi à. Giỏi quá. Cô chú cho em một tràng pháo tay thật là nồng nhiệt đi. Ok. Thấy chưa? Thấy con người ta không? Thật sự lắm. Để lên. Đúng rồi, thấy chưa? Ông ngoại thấy cháu ngoại chưa? Vất vả dễ sợ không? Bưng từng hộp sữa đó đem về Việt Nam cho ngoại uống mặt vô đó. Ông ngoại ráng nha. Ngoại quá uống sữa vô cho mập nha.
You're so nice, you're helping mommy. Yeah, giỏi quá. So nice. Thôi đưa con gái đáng đồng tiền mắc cạo cô chú ơi. Rồi nữa nữa, còn hai hộp để lên. Mệt rồi, bây giờ nó làm xong nó mệt, nó cho nó tiền á, mua muốn mấy đồng. Mấy đồng, 5 đồng nha, cho 5 đồng nha. Ok, thank you. Thank you chị đi. High five. High five. Thôi, bây giờ nhào vô luôn hả chị? Trời đất ơi. Vô, đúng vô, nhào vô. Rồi đó, nhào vô đóng. Rồi ngồi xuống mày đóng thùng về luôn, ngồi xuống. Baby, close it up. Ok. Rồi, đóng lòng lại. Bye bye. Rồi, đóng lại. Bye bye. Rồi, chuyển về đây, chuyển về cho cô chú với ông bà đây. Chuyển về. Đi không? Nằm xuống đi, nằm xuống, nằm xuống cho gọn gàng đi. Ừ. Bộ nằm xuống nào Hoàng. Rồi, nằm xuống, đóng lại. Đóng lại. Đi ra không? Ra nha. No. Trời ơi trời, hỏi đi ra không no. Có được không? Cô chú thấy tiếng Việt của nó chưa, nói cái gì nó cũng hiểu, hỏi đi ra không no. Rồi nằm trong đó relax đi. Làm bộ relax đi. Đóng lại không? Rồi chuẩn bị sẵn sàng cô chú ơi, cũng chưa đâu, cũng chưa tới ngày về Việt Nam nên mà phải chuẩn bị sẵn sàng trước, cô chú ơi sắp rồi. Thời gian qua lẹ lắm, phải làm sẵn sàng trước. So what are the plans tomorrow? So tomorrow swim class. After that, cô chú coi chay uống thuốc bổ nha. Để đi đứng đây coi uống cho cô chú coi có cái gì có. Ôi, giỏi chưa? Yeah, giỏi chưa? Uống đi, uống hết đi. Để không chi nữa. Rồi. Uống đi con. Oh, good job chị đi. Chị đi, con đem giày mẹ con cất được không? Đưa cho mẹ cái ly đi. Thank you. Rồi đưa cho mẹ, đem giày cất cho mẹ. Đem giày mẹ đi cất cho mẹ, lỡ lên. Trời ơi, con này. Đi, thổi đi. Thổi đi con.